Em Tony Tiến xin chào quý anh chị và các bạn nhé. Hôm nay thì em Tony Tiến để xin chia sẻ cho quý anh chị sau khi một thời gian dài mà miền Trung bị bão lụt mưa rất nhiều, tầm hơn một tháng nay thì hôm nay em quay trở lại cái trại ong của anh chủ này, anh Đăng Trường. Như quý anh chị và các bạn đã thấy thì hiện tại giờ ong mấy ngày nay được 3 ngày nay bắt đầu ấm nắng lên thì nó đi tha phấn hoa và tha mật rất nhiều về. Rất nhiều và phát triển, nó bắt đầu có đàn phát triển rất mạnh rồi. Trước kia thời gian vừa rồi là mưa nhiều đấy thì bọn em không cho ăn được, mà bão đấy cũng không cho ăn được. Mưa nhiều cả gần một tháng rồi, mưa lụt nữa thì ong nó đói thật sự là thì còn dự trữ lại được của cái lượng số mật cũ thôi. Bây giờ nó cạn kiệt rồi, giờ bắt đầu làm rất mạnh. Có ổ mà nó mạnh thì rất mạnh nha quý anh chị nhé. Thì quý anh chị và bà con bắt đầu xem em bắt đầu review cho những cái ổ nào mạnh thì chúng ta được cùng đi tham khảo cái trang trại này ạ. Cái video này thì em sẽ chia sẻ cho quý anh chị và các bạn cận cảnh về cái trang trại ong sau một thời gian vừa rồi là bị mưa lụt ở miền Trung nhé. Đó, em đã đi một đảo một vòng thôi. Thì cái này cũng không có phải là cái bí quyết, cái kỹ thuật gì hết. Chúng ta xem lại đây, như quý anh chị và các bạn đã thấy đây. Ong của chúng ta đây ạ. Một thời gian dài nhé. Đấy, quý anh chị và các bạn thấy thì cái ổ này rất mạnh, mấy ổ này yếu. Ổ trắng này còn được này, ổ cái xốp trắng bên này còn đỡ tí này. Còn ổ này thì yếu rồi quý anh chị nhé. Ở bên cạnh nữa là yếu rồi. Rồi em lại tiếp tục đi. Ở đây thì yếu rồi nhé. Ở này còn tạm được này. Cũng khá là đi ra về mà canh cửa cũng rất nhiều nhé. Nó đói như này thì trường hợp ổ nào cũng đói hết. Nó không bị, nó không có trường hợp bị cướp mật. Nó đồng đều ạ. Mình cho ăn thì thời điểm em cho ăn đồng đều đây. Như quý anh chị đã thấy thì hiện tại giờ cái bãi chiến trường của anh này vẫn đang ở trên cái nắp thùng ong này, là toàn bộ anh đã chẳng để chắn bão, các cơn bão nhé. Từ bên cơn bão số 5, số 6 là miền Trung nó bị dồn dập như quý anh chị đã thấy này. Này anh đã lấy đá lấy gạch rồi, anh chèn rồi. Ổ này yếu, những ổ này là không có mấy thì nó rất yếu thôi. Xem ra ngoài hai ba ổ này xem có đỡ không, cũng yếu ạ, không có mạnh lắm. Đây là anh đang để cái khu vực này thì giờ là trước kia có cây cối mà em hay để chỗ này nhé. Toàn bộ này là yếu thôi, chúng ta sẽ đi ra chỗ khác ạ. Em đã đảo qua một vòng của trại ong này. Góc này anh cũng có một cái ổ đây thì cũng yếu lắm, ổ này yếu lắm ạ. Trước mặt đây thì có một ổ đây thì em nhìn thấy cũng ra khá là mạnh đây. Ổ này cũng khá là được nhé. Cũng bay tấp nập đây ạ. Đó, đang xốp nhưng hơi tối một chút ạ. Góc đây ạ. Đây, chiến trường vẫn còn nguyên quý anh chị. Lấy cả cái đôn chậu cảnh. Đó, chẳng trống, vẫn còn chẳng trống. Mấy ổ này bọn em mới tách đàn ra trước khi bão, có tách ra trước rồi nhé. Đang để sát sát này là mấy ổ đây, góc này là tách ra. Do bão chúng ta nên để xốp nó vẫn tốt nha quý anh chị nhé. Vừa giữ nhiệt và vừa đây toàn bộ anh mua một số xốp. Xốp hư, xốp ấy thôi, cũ thôi, mua rẻ tiền thôi, mua khoảng 50 nghìn một cái thôi. Để chúng ta về đậy chứ không cần phải mới đâu. Ở chiến trường, đây nữa. Đây có hai ổ đây thì như quý anh chị đã thấy thì cũng khá là được nhé. Cũng bắt đầu đang phát triển. Đây ạ. Nó đang ra vào đi với rất nhiều, trong này thì em không để xốp. Vì trong này có mái che. Đây ra đây là chúng ta lại bỏ xốp rồi. Các hộp xốp của anh đang để đây. Cũng yếu, mùa này nó phát triển chưa mạnh đâu quý anh chị nhé. Như quý anh chị đây toàn bộ hầu như là để ngoài, bọn em đã để xốp hết. Toàn bộ vẫn đang để gạch đá chằng chịt do cơn bão vừa rồi. Nhiều cơn bão vừa rồi ở miền Trung. Đó, mưa lụt miền Trung ạ. Đây như quý anh chị thấy cũng một vài ổ nó nổi trội nên nó ra rất nhiều đấy ạ. Ra rất nhiều, nó đi canh cửa mới ra tha phấn hoa rất nhiều nhé. Hiện tại giờ đây anh trang trại anh đây có khoảng tầm 60 ổ thôi. Anh cũng tách đàn chia đàn với bán đi rồi đó. Anh đang để vẫn đang ngổn ngang đây chiến trường đấy ạ. Góc đây ạ. Trên tầng thì có một ổ trên tầng nữa thì hầu như là cái trên tầng mà em nuôi ong vào mùa hè thì phát triển rất mạnh ở trên tầng nhé. Nó nắng nóng nhưng mà rất phát triển. Đây ổ ong mà em đang đóng cũ đây, em hay để trên tầng đây. Ổ này là anh đóng 2-3 ổ còn này, nhưng trên tầng có 1-2 ổ. Như quý anh chị đã thấy thì cái góc này thì vẫn có vài ổ để mà thường thường là mùa nắng vừa rồi là miền Trung mà em hay để chỗ bóng cây. Đó. Đây, toàn bộ là trang trại của anh đây, nó 6, em vừa quay review cho quý anh chị là trên 60 ổ nhé. Tất cả chúng ta để răng dày chi rít nên là 60 ổ ạ. Toàn để ở chỗ gốc cây thôi. Đây có một cái gốc cây mít đấy, anh vừa chặt đi rồi. Đây một số ong đây như đó, nó vừa tha vào ổ này cũng yếu, nó vừa đi tha phấn hoa đó, vẫn ra vào đó. Vì được đây như quý anh chị nhé, hiện tại đây vẫn đang là mấy ngày vừa rồi là bị nước ứ đọng ở khu vực này rất nhiều đấy. Nó vẫn chưa khô đó, em đi thì phải đi theo đường nối thì không có là vẫn bị này đấy. Đây thì ổ này cũng được nhé. Quý anh chị và các bạn đã thấy thì em đã đi vòng qua bên kia để quý anh chị nhìn cận cảnh của chúng ta luôn.
Đây là những hộp xốp anh có quay các hướng này. Những cái ổ đây gần gần đây là bọn em hay để là để tách đàn thông song nhé, không phải đâu. Sau đây là anh cũng chuẩn bị là qua mùa đông này là anh bắt đầu bán tách đàn ra anh bán tiếp nhé. Đây ổ này mạnh này, đấy ổ này là trước mặt đây là mạnh này. Là anh bắt đầu anh chuẩn bị cung cấp cho ở khu vực miền Trung thôi. Một số xem trên kênh của Tony Lý Tiến đấy thì cũng hỏi là anh có bán ong giống mê chúa không. Anh có bán ở đây, hiện tại anh trang chủ ong này anh có bán hết thôi, mà anh thường thường anh bán cho địa phương là chính. Còn nếu mà mật thì có thể quý anh chị theo mùa mật thì có thể quý anh chị mua mật thì vẫn bán mật được, toàn quốc được, nhưng mà theo mùa thôi, hiện tại mùa này thì không còn mật nữa. Anh nuôi số lượng cũng thời điểm cao điểm là 100 thùng nhưng mà số lượng mật cũng bán hết. Vì mật của anh có không, em không phải là BI cho anh nhưng mà mật của anh nó có uy tín. Đây có một số này vẫn ra vào quý chị nhé. Sắt anh vẫn đang để ngổn ngổn ngang đây. Anh sản xuất ra mật ra ong sản xuất mấy anh quay là hầu như là anh thì tiêu thụ ở Hà Nội với trên Sài Gòn cũng có, nhưng mà khách toàn hầu như là khách quen là nhiều. Khách trên kênh có hỏi đó, em cũng cung cấp cho được một vài ít thôi, không được nhiều lắm ạ. Vì số lượng của khách vẫn vẫn ít. Đây cái thùng này cũng là thùng mà đóng chế anh đầu tiên em với anh lên năm 2016, đúng 2016 đi thực tập đây, đóng đi bắt ong cột điện về là nuôi những thùng như này này, thùng to đó. Mà thùng này mà em để trên tầng là hầu như là 5 6 cầu không bao giờ nó không tách đàn, ít khi tách đàn mà mật rất nhiều ạ. Đó, còn để trên này cái thùng nhỏ là nó tách ngay, vì thùng nhỏ nó bị nóng. Thùng này nó cao hơn, kích thước như nhau nhưng mà thế nó thì có bề sâu, nó sâu hơn này đó, nên là diện tích ong nó ở nó thoáng đã hơn, nó không tách đàn mấy ạ. Rồi cái góc bên kia thì em không đi vào được, giờ anh chẳng chịt như này. Mà đây thì cũng có một số lửa ở cái vũng nước vẫn chưa khô hẳn. Đấy, như quý vị thấy thì miền Trung vừa rồi thì qua thời gian vừa rồi là bị bão lũ rất nhiều và ong phát triển rất chậm quý anh chị nhé. Hiện tại giờ lâu rồi anh không mở, em hỏi sáng nay uống cà phê anh cũng trao đổi với anh bảo lâu rồi không mở ra kiểm tra được, vì hiện tại giờ này số lượng nó nhiều mà ong anh nói là giờ mùa này, hiện tại giờ ở đây nếu như vào năm trước thì ở đây thời điểm này bọn em cũng bắt đầu tách đàn đó, tháng 11 là bắt đầu tách đàn rất nhiều rồi, nhưng mà có năm vừa rồi năm này nó mưa nhiều nó đói, mình chưa tách đàn được. Thì hôm nay em có review như vậy cho quý anh chị và bà con chúng ta xem kênh của Tony Tiến nhé. Xem cận cảnh ong sau những thời gian bão của miền Trung chúng ta như thế nào, thì rất mong quý anh chị và bà con xem thấy hay hữu ích thì nhớ tặng em Tony Tiến một like và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để người đầu tiên nhận được khi em Tony Tiến có video mới, là quý anh chị là người đầu tiên nhận được ạ, và ủng hộ em bằng một like, và thấy bổ ích thì hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết đến ạ. Để cuối video thì em Tony Tiến cũng xin phép dừng đây nhé. Em xin chào và hẹn lại quý anh chị và bà con những video tiếp theo, những cái giá trị gì mà em biết được em sẽ chia sẻ cho quý anh chị bà con chúng ta cùng giao lưu và học hỏi nuôi ong nội chúng ta phát triển nó mạnh hơn. Rồi em xin chào và hẹn lại quý anh chị bà con nhé.